ngôi sao thu hút sự chú ý nhất của gian hàng Mitsubishi tại triển lãm ô tô quốc tế GAIC Indo Indonesia, GIAS 2023 chính là SUV cỡ B hoàn toàn mới Fox. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hãng Mitsubishi còn gây bất ngờ khi mang mẫu xe cây ca thuần điện XXEV đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng Indonesia. Không chỉ trưng bày cho vui, hãng Mitsubishi còn công bố kế hoạch lắp ráp mẫu ô tô này ở nhà máy Indonesia trong tương lai gần, tương tự xe chở hàng thuần điện Mini Cab Mi-EV. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường và thu thập phản hồi của khách hàng khi thực hiện kế hoạch nhân rộng việc sử dụng ô tô điện ở Indonesia, ông Takao Kato, chủ tịch kiêm CEO của Mitsubishi Indonesia, phát biểu trong triển lãm GIAS 2023. Cả Mitsubishi XXEV và Mini Cab Mi-EV đều là xe cây ca chạy điện. Nếu như Mitsubishi Mini Cab Mi-EV là xe thương mại, thì XXEV là ô tô du lịch. Cả hai đều được phát triển từ những mẫu xe dùng động cơ đốt trong có sẵn của hãng Mitsubishi. Mitsubishi XXEV trên thực tế là anh em song sinh của mẫu ô tô điện Nissan Sakura. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu ô tô điện của Mitsubishi được ra mắt ở thị trường ngoài Nhật Bản. Vì thuộc phân khúc xe cây ca, nên Mitsubishi XXEV có kích thước khá nhỏ, với chiều dài rộng cao lần lượt là 3.400, 1.480, 1.600mm và chiều dài cơ sở 2.500mm. So với VinFast VF3 sắp bán ở Việt Nam, mẫu xe này vẫn có kích thước lớn hơn. Tương tự các mẫu xe Mitsubishi khác, XXEV cũng sở hữu phong cách thiết kế khá đặc trưng và quen thuộc. Do đó, khi nhìn bên ngoài, XXEV trông như phiên bản thu nhỏ của Mitsubishi Spander. Khu vực đầu xe của Mitsubishi XXEV được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield, thể hiện qua hai nẹp mạ chrome bao quanh lưới tản nhiệt, tạo thành hình chữ X. Tuy là ô tô điện, nhưng Mitsubishi XXEV vẫn có lưới tản nhiệt thông thường, với những nan nằm ngang thay vì đóng kín. Bên cạnh đó là hệ thống đèn hai tầng, với dải đèn LED định vị ban ngày mỏng hẹp nằm phía trên, và đèn pha đặt dọc bên dưới. Ngoài ra, xe còn có cản trước đi kèm đèn sương mù và tấm ốp gầm giả bên dưới, tương tự Mitsubishi Spander. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý tiếp theo của mẫu ô tô điện này nằm ở vành hợp kim 15 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước hai màu, logo EV trên chắn bùn trước, nóc cánh gió mui sơn màu khác biệt với thân xe, 3 gờ nóc và đèn hậu nằm dọc. Trên xe còn có nhiều chi tiết ốp nhựa màu đen như hốc bánh, bệ cửa và cản sau. Vì có kích thước nhỏ, nên Mitsubishi XXEV chỉ được trang bị nội thất hai hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Nhờ cụm pin mỏng nằm bên dưới sàn, mẫu ô tô điện này sở hữu khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau và khoang hành lý khá rộng rãi. Bước vào bên trong mẫu xe cây ca thuần điện này, người dùng sẽ bắt gặp ghế bọc da tổng hợp, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, cần số điện tử, điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trái tim của Mitsubishi XXEV là motor điện mạnh 47 kW, 63 mã lực và mô men xoắn cực đại 195 Nm. Xe có 3 chế độ lái là Normal, Eco và Sports. Ngoài ra, xe còn có chế độ vận hành một bàn đạp, cho phép tăng, giảm tốc chỉ bằng chân ga. Cụm pin của xe có dung lượng chỉ 20 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 180 km, tương đương Wuling Hongguang Mini EV đang bán tại Việt Nam. Hãng Mitsubishi tin rằng, con số này là đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dùng. Mitsubishi X-Cross EV có thể dùng cả sạc nhanh lẫn sạc chậm. Với sạc chậm AC, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với sạc nhanh DC 30 kW, thời gian tăng dung lượng pin lên 80% là 40 phút. Người lái cũng có thể dùng Mitsubishi X-Cross EV để cung cấp điện cho ngôi nhà trong thời gian một ngày. Cuối cùng là hệ thống đỗ xe tự động Mi Pilot Parking, hệ thống giữ làn đường trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Hiện giá bán và thời điểm có mặt trên thị trường Indonesia của mẫu ô tô điện này chưa được công bố. Trong khi đó, tại Nhật Bản, xe có giá khởi điểm từ 1,848 triệu yên, khoảng 301 triệu đồng, đã trừ ưu đãi dành cho ô tô điện.